Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 9 tháng 6, Thánh Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 9 tháng 6, Thánh Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh nhân sinh vào năm 306 tại Nisibis, miền Mesopotamia. Lúc đó còn là thuộc địa của đế quốc Roma, trong một gia đình ngoại đạo. Có chuyện kể rằng, hồi nhỏ, một lần Ngài lấy đá trọi con bò mẹ gần chết. Khi chủ nhân hỏi thăm có thấy con bò ở đâu không, thì Ngài đã trả lời sức sược để chữa lỗi. Ephrem đã khóc suốt đời vì sự độc ác và hèn nhát này. Sau này có lần vào đêm khuya bị lạc vào giữa đồng, một đứa chăn chiên cho Ngài trú ngụ trong lều của nó. Nhưng đứa chăn chiên này đã xấu bụng, lại đang say rượu. Đêm ấy chó sói vào tàn sát đàn chiên. Để chữa mình, thằng chăn chiên đổ lỗi cho Ephrem. Ephrem vào trong tù, nghe nhiều người than thở vì bị hàm oan. Một buổi chiều trong giấc mơ, Ngài thấy thiên thần cho biết lần này Ngài vô tội, nhưng phải khổ để đền bù những lỗi lầm khác. Thức dậy, Ephrem nhớ lại chuyện con bò và thú nhận với mọi người. Thân phụ Ephrem là một thầy cả thờ thần Apnil. Hình như Ngài bị đuổi khỏi nhà vì có thiện cảm với các Kitô hữu. Thánh Giacôbê, giám mục Nisibis, tiếp nhận dạy dỗ và rửa tội cho Ngài hồi 10 tuổi. Để sống, Ephrem làm việc ở những hồ tắm công cộng. Nhưng sau đó, Ngài lại vào sa mạc sống với sự hướng dẫn của Thánh Abbe ẩn tu, dệt vải để sống như thói quen của các ẩn sĩ vùng Ai Cập và Mesopotamia thời đó. Ephrem thường khóc cho tội của mình và tội của người khác. Các tập tự thú cho thấy Ngài rất khiêm tốn, ghét tính kiêu căng. Ngài nói, tính kiêu căng phá đổ ơn Chúa và thiêu hủy mọi nhân đức. Thánh Ephrem luôn ao ước sống đời ẩn dật. Ngài muốn vào sa mạc sống đời ẩn tu. Nhưng một cuộc chiến đã bùng nổ giữa người Roma và người Ba Tư. Người Ba Tư đã thắng. Họ cai trị rất tàn ác, bắt dân phục dịch gian khổ, nhất là chống phá đạo Chúa và bắt bớ các Kitô hữu cách tàn bạo. Ephrem về Nisibis để giúp đỡ và khích lệ giáo dân. Đứng trước tình cảnh đau thương của đồng bào trong đạo, thánh nhân hết sức đau lòng. Ngài tận tình thương yêu, nâng đỡ, an ủi, khích lệ họ. Ngoài lời khuyên nhủ và sự giúp đỡ, Ngài cầu nguyện hy sinh hãm mình, kêu xin Chúa cứu vớt. Khi đất nước giải phóng, mọi người đều công nhận là nhờ lời cầu nguyện và sự hy sinh của Ngài. Sau khi xứ sở được an bình, thánh nhân xin vào chủng viện theo học các môn thần học, kinh thánh và tu đức.
Không được bao lâu, chiến tranh tái phát. Giáo phận Nisibis lại rơi vào tay người Ba Tư. Một lần nữa, đồng bào, đồng đạo của Ngài phải lâm cơn khốn khó. Thánh nhân đến trú ngụ tại Edessa như là một ẩn sĩ, hàng ngày chuyên cần cầu nguyện, ăn chay hãm mình, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân, những người bệnh hoạn nghèo khổ và giảng lời Chúa cho những ai đến với Ngài. Cũng trong thời gian ẩn trú ở đây, thánh nhân viết nhiều sách tu đức, giải nghĩa thánh kinh. Các sách Ngài viết giúp ích rất nhiều cho hội thánh. Nhờ ý tưởng dồi dào, ý nghĩa sâu sắc. Chẳng hạn một đoạn Ngài viết: Lạy Đấng cứu chuộc chúng con, kế hoạch thần diệu của Chúa là hình ảnh của thế giới thần thiêng. Xin cho chúng con biết đi trong kế hoạch đó như là con người thần thiêng. Được thụ phong phó tế, nhưng vì khiêm tốn, thanh niên đã từ chối chức linh mục. Đức giám mục Nisibis trao cho trách nhiệm rao giảng lời Chúa. Ephrem đem hết khả năng và tài đức của mình để phục vụ các linh hồn. Ngài dùng tài lợi khẩu để khêu gợi nhiệt tình nơi các linh hồn. Thần dữ nói: Ta đi tìm những người khô khan là bạn hữu của ta, và ta không cần đến mưu kế, ta chỉ cần giữ chúng trong xiềng xích mà chúng ưa thích là đủ. Thánh Ephrem đã gặp Thánh Basilio cả tại Cappadocia. Truyền thuyết cho rằng hai vị hiểu nhau dầu ngôn ngữ bất đồng. Chiến tranh tái phát, Nisibis rơi vào tay người Ba Tư. Thánh Ephrem trốn đến Sadesa. Nơi đây, Ngài tận tâm phục vụ bệnh nhân và người nghèo, hoạt động trí thức bằng việc viết sách và giải thích thơ phú. Thánh Ephrem đã viết các bài giảng bằng thơ, các thánh thi ca ngợi vinh quang Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria. Người luôn được gọi là cây đàn của Thánh Linh, là một trong những người rao truyền việc vô nhiễm thai. Lạy Chúa, chỉ có Chúa và Mẹ là tuyệt mỹ, nơi Mẹ Chúa không vương một tỳ tích nào. Một năm trước khi thánh nhân qua đời, Edessa bị một cơn đói. Ngài kêu gọi lòng quảng đại của mọi người, và người ta đã rộng tay đóng góp cho công cuộc phát triển của thánh nhân. Ephrem rảo khắp nơi rao giảng, kêu gọi những người hảo tâm rộng tay giúp đỡ. Và hàng ngày chính Ngài đến tất các gia đình đói khổ, phân phát lương thực cho họ, khích lệ họ tin tưởng trông cậy vào Chúa. Và cơn đói chấm dứt, thánh nhân trở về chòi của mình. Lên cơn sốt, Ngài nghĩ đến lúc chết và Ngài dặn: Đừng liệm xác tôi bằng đồ quý giá, cũng đừng dựng đài tưởng niệm. Hãy đối xử với tôi như một người lữ khách, vì thực sự tôi là một lữ khách xa lạ trên mặt đất này thôi. Thánh Ephrem là văn sĩ đạo đức và lỗi lạc nhất trong văn học Syri, được Đông Phương sùng kính. Các thánh thi của Ngài ngày nay vẫn còn được sử dụng trong phục vụ Syri và ảnh hưởng nhiều đến việc trước tác thánh thi ở Âu Châu. Thánh nhân qua đời tại Edessa ngày 9 tháng 6 năm 373. Đến ngày 5 tháng 10 năm 1920, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 15 đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ hội thánh. Thưa anh chị em và các bạn, người ta nói rằng vào năm 325, Thánh Ephrem đã thắp tùng Đức Giám mục Giacobbe của Nisibis đi tham dự công đồng Nicea. Chắc chắn rằng văn bản của Ngài là một bảo vệ hùng hồn cho thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Ngài còn sáng tác thi ca để chống với lạc giáo ngộ đạo không tin vào thiên tính của Chúa Giêsu. Ngài lấy những bài ca bình dân của người lạc giáo và dùng chính âm điệu của họ
biến đổi thành những thi ca mang ý nghĩa chính truyền. Đấy, mình không bài bác, không loại trừ, không tạo sự đối kháng, mâu thuẫn, chống đối, nhưng mà đã lấy những bài ca bình dân của người lạc giáo. Dù họ là lạc giáo, nhưng không loại trừ họ, vẫn lấy những bài ca bình dân của họ rồi dùng âm điệu của họ biến đổi thành những thi ca mang ý nghĩa chính truyền. Rồi Thánh Ephrem là người đầu tiên đã đưa thánh thi vào phụng vụ chung của giáo hội như là phương tiện để dạy dỗ người tín hữu. Ngài sáng tác thi ca nhiều đến nỗi được xưng tụng là đàn thụ cầm của Chúa Thánh Thần. Một điểm nữa mà chúng ta thấy đó là Thánh Ephrem yêu quý một đời sống thanh bạch khắc khổ trong hang nhỏ ở ngoại ô thành phố Edessa. Ngài cũng thường vào phố thị để rao giảng. Và trong thời kỳ nạn đói năm 372, Ngài tiếp tay phân phối thực phẩm cho người đói và tổ chức chữa trị người đau yếu. Ngài tận tụy trong công việc này đến nỗi kiệt sức, lâm bệnh và từ trần. Thưa anh chị em, một người thường là thi ca âm nhạc thì đôi khi sống ở trên mây trên gió, nhưng Thánh Ephrem này lại rất thực tế, dùng thi ca âm nhạc để cầu nguyện, để ca tụng và dùng đó để giáo dục đức tin của con người. Nhưng một con người thi ca âm nhạc ấy lại rất thực tế, khi thấy được những cảnh đói nghèo túng cực thì dấn thân phục vụ, phân phối lương thực cho người đói và chữa trị cho người đau yếu, tận tụy làm đến mức độ mà kiệt sức, lâm bệnh và từ trần. Xin cho mỗi người chúng ta những tông đồ lòng Chúa thương xót ngày hôm nay cũng dám mạnh dạn làm công việc thực hành lòng thương xót đến với những người nghèo, người đói, người khổ, cho dù có thể chúng ta lâm bệnh và làm đến mức độ mà kiệt sức, lâm bệnh mà chết đi nữa thì cũng là đang bước đi trong thương xót và chết trong lòng thương xót. Amen. Chào đời Chúa.